bạn nha. Chào nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là sinh nhật của bé dâu các bạn. Sinh nhật của bé dâu, đầy năm của bé dâu 1 tuổi rồi các bạn. Thì không có gì hết thì mình làm một bom bong bóng và bánh kem. Thì bánh kem này chắc chiều mẹ về bé dâu về mới có các bạn ơi. Mẹ bé dâu đi làm. Thì giờ hai cha con mình ở nhà bơm bong bóng đợi mẹ về nha các bạn. Ở nhà hai cha con không có gì hết. Đấy, sinh nhật của bé dâu thật là đơn giản thôi. Thì giờ hai cha con tiến hành bơm bong bóng ở nhà chuẩn bị đợi mẹ đi làm về thật là. Bắt đầu, let's go, mình đã chuẩn bị bong bóng đây. Ok, xong mà bơm bong bóng thì cũng xong rồi mọi người. Suốt mấy tiếng đồng hồ đó mọi người, sau 3-4 tiếng gì đó mình bơm được như đây nè mọi người, hết bóng luôn rồi. Wow, mình bơm được chắc mấy chục cái vậy, bơm mỗi tay luôn mọi người, bơm mà tới mình siết bong bóng mà tới đỏ tay luôn, không có cọc dây thun mọi người, cọc cái bong bóng của mình luôn. Bé dầu thổi đèn cày nha các bạn. Bé dầu hôm nay được mẹ đi làm về, cái mẹ mua cho cái bộ đồ quá đẹp luôn. Wow, bộ đồ đẹp ta. Rồi. Đâu? Đẹp đồ đẹp của dầu đâu? Đồ đẹp đâu? Đồ đẹp của dầu đó nha. Rồi bây giờ khỏi cài nào. Happy birthday to you. Cho anh kem đi. Rồi vô cắt anh kem nè. Cắt kem. Mẹ cầm vô cắt mới được. Cắt bánh kem chung với bé dâu đi. Anh thấy bé dâu cắt giỏi không? Ăn đi. Rồi bánh kem mừng con gái của ba yêu được 1 tuổi. Mừng gái yêu của ba 1 tuổi nào. Ăn bánh kem nào. Ngon quá. Rồi đây bánh kem của bé dâu, bánh kem 1 tuổi. Rồi.